Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DMEO. Như các bạn đã biết thì bom tấn mới nhất của nhà DC là The Flash đã chính thức khởi chiếu trên toàn thế giới. Không những kẻ thù khét tiếng nhất của Flash như Captain Cold, Gorilla Grodd hay Reverse Flash, phản diện xuyên suốt bộ phim này lại là một nhân vật bí ẩn mang tên là Dark Flash. Trong số hồ sơ phản diện ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về nguồn gốc của Dark Flash nhé. Xin lưu ý, nội dung video này có tiết lộ nội dung của phim, thế nên hãy cân nhắc trước khi xem. Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn, đang được vận hành bởi TechSpay. Nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày, thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá, đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này để có thể nhận được khuyến mãi độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh DMEO nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ nhắc lại một chút về nguồn gốc của Dark Flash ở trong phim. Dark Flash trong phim chính là bản thể tương lai của Flash Barry Allen trong một dòng thời gian khác mà chúng ta tạm gọi là Flashpoint. Dòng thời gian này được hình thành khi Flash Barry Allen của DCU du hành về quá khứ để cứu sống mẹ của mình là bà Nora Allen, người đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ và vì thế đã thay đổi thực tại của DCU. Khi du hành về hiện tại, Barry nhìn thấy Dark Flash ở trong Speed Force và bất ngờ bị hắn đẩy về mốc thời gian quá khứ khi mà đại tướng người Krypton Zod đã đến trái đất và tìm Superman trong phần phim Man of Steel. Sau khi đến thuyết phục Batman trở lại và giải cứu cho Supergirl của dòng thời gian này, cả Barry của DCU lẫn Barry của dòng thời gian này cùng Batman và Supergirl đi đối đầu với Zod. Trong cuộc chiến với quân đội người Krypton thì Batman và Supergirl đã hy sinh hết lần này lần khác dù hai Barry có cố gắng du hành thời gian và cứu họ đến bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sau đó, Barry của DCU đang đứng ở trong Speed Force, Dark Flash đã tấn công anh một lần nữa. Để bảo vệ Barry của DCU, Barry của dòng thời gian Flashpoint đã dùng chiêu thức bắn sét mà Barry của DCU dạy cho cậu. Lớp mặt nạ của Dark Flash vụn vỡ và đằng sau đó là khuôn mặt già nua của Barry. Lúc này, cả hai Barry nhận ra rằng Dark Flash thực chất là bản thể tương lai của Barry trong dòng thời gian Flashpoint, người đã dành cả đời để cứu Batman và Supergirl, dù bất kỳ lần nào hắn cũng thất bại. Những chuyến du hành thời gian không những không thành công mà còn biến đổi hắn thành một sinh vật quái dị với lớp giáp và những mảnh vỡ màu đen trên khắp cơ thể. Trong khi Barry của DCU đang chuẩn bị quay lại quá khứ để sửa chữa dòng thời gian, Dark Flash đã dùng siêu năng lực của mình để tấn công Barry của DCU và Barry của dòng thời gian Flashpoint đã dùng thân mình để bảo vệ anh. Do bị thương nặng, Barry của dòng thời gian Flashpoint đã qua đời và vì vậy, Dark Flash, phiên bản tương lai của cậu, cũng tan biến trong chớp mắt. Và đó là câu chuyện của Dark Flash ở trong phần phim The Flash. Trong phần còn lại video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về Dark Flash ở trong truyện tranh DC nhé. Thật lòng mà nói thì trong truyện tranh cũng có một phiên bản Dark Flash, tuy nhiên đây là một nhân vật hoàn toàn khác so với cả phiên bản phim. Trong truyện thì Dark Flash không phải là một phiên bản tương lai của Flash Barry Allen, mà là phiên bản tương lai của Flash đời thứ 3, Wally West, có tên thật là Walter West, xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện The Flash số thứ 150, ra mắt vào năm 1999. Dark Flash là một Flash đến từ một thế giới nơi gã siêu tội phạm Cobra đã gây ra cái chết của người vợ của anh là Linda Park, và vì thế anh đã lấy mạng hắn và bị truy nã. Dark Flash đã tôn chính kẻ thù của mình là Savita làm thầy để học hỏi, và trong thời gian trốn truy nã, anh đã chiến đấu với những siêu tội phạm khác và làm chúng bị tàn tật. Ở vũ trụ chính lúc này thì Abra Kadabra, kẻ thù Flash Wally West, đã bắt cóc Linda Park của vũ trụ chính vì biết rằng cô chính là nhân tố giúp Flash không bị Speed Force hấp thụ. Tên này âm mưu làm cho Flash Wally West quê Linda đi để đánh bại anh. Tuy nhiên, Linda đã chạy trốn sang thế giới của Dark Flash. Dark Flash gặp Linda và làm mọi cách để bảo vệ cô. Tuy nhiên đã khiến cô sợ hãi vì những hành động của mình. Lúc này, Wally cũng đến thế giới của Dark Flash và ngăn không cho Dark Flash đụng vào vợ mình. Tuy nhiên, Abracadabra đã bám đuôi Wally và khiến Linda và Wally tan biến. Chứng kiến Linda ra đi lần thứ hai, Dark Flash lao vào Abracadabra và bị hắn tặng cho một vết sẹo hình tia sét trên khuôn mặt anh. Sau đó, Abracadabra đã quay trở lại vũ trụ chính mà không hề hay biết Dark Flash đã quyết định bám theo hắn đến đây. Sự việc Wally và Linda biến mất trên thế giới của mình đã khiến Dark Flash hoàn lương. Anh khoác lên mình một bộ trang phục với màu sắc tăm tối và thay thế Wally trở thành Flash của vũ trụ chính trong một khoảng thời gian ngắn. Một trong những điều đầu tiên mà Dark Flash Walter West làm ở vũ trụ chính là anh tìm hiểu về Flash Wally West. Đầu tiên, anh đến nhà Wally và đọc trộm nhật ký của anh. Không còn Wally, Dark Flash thu thập những tài liệu của Wally về căn cứ của mình. Một thời gian sau, Dark Flash đến giải cứu bác sĩ pháp y Angela Margolin khỏi một vụ cháy. Tại đây, anh đã gặp gỡ Flash đời đầu Jay Garrick và tự xưng mình là Flash. Dĩ nhiên, Jay Garrick đuổi theo Dark Flash và gọi các thành viên khác của Flash Family bao vây anh. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình thì Dark Flash đã chạy trốn khỏi những thành viên của Flash Family và tìm đến Dr. Akemi, một kẻ thù của Flash. Anh dùng siêu tốc độ khiến hắn bất tỉnh và sau đó chủ động tìm đến Jay Garrick để tiết lộ danh tính của mình.
khi Jay còn bất ngờ vì Dark Flash giống hệt Wally, ngoại trừ già hơn và có vết sẹo trên mặt. Dark Flash đã trấn an ông rằng đừng sợ vì anh chỉ là một người mới xuất hiện và yêu cầu ông giữ kín bí mật về danh tính của anh. Sau đó, Dark Flash còn tiết lộ về danh tính của mình với Superman trong một nhiệm vụ của Justice League. Số là trong một nhiệm vụ đi tìm Flash thì Superman đã nhìn thấy Dark Flash và nhìn xuyên thấu lớp mặt nạ của anh và nhận ra rằng anh là một phiên bản tương lai của Wally. Sau khi cùng Superman và Wonder Woman ngăn chặn âm mưu của những người sao hỏa trắng, Dark Flash được mời gia nhập Justice League. Trong sự kiện Justice League F Gorilla Warfare ra mắt vào năm 1999, Dark Flash và Justice League phải đến thành phố Gorilla để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh giữa loài người và loài tinh tinh sau khi vị vua Gorilla Solova bị ám sát ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, họ đã bị những chiến binh Gorilla tấn công bằng những quả bom Gorilla biến họ thành Gorilla. Nhờ có sự can thiệp của Martian Manhunter, Dark Flash và những siêu hùng của Justice League duy trì được nhân tính ở trong quãng thời gian này. Tuy nhiên, nếu không có Martian Manhunter thì Dark Flash cũng cư xử như một con Godzilla thực thụ. Khi mà các thành viên khác của Flash Family cố gắng bắt Dark Flash trong cơ thể Gorilla, anh đã dẫn họ đến Gorilla Grodd, kẻ thù của Flash và cũng là kẻ đứng sau cuộc chiến giữa loài người với loài tinh tinh, kẻ điều khiển tâm trí. Sau khi Flash Family bị biến thành tinh tinh, Gorilla Grodd ép họ phải chạy để nạp năng lượng cho cỗ máy biến tất cả mọi người trên hành tinh thành khỉ. Vậy nhưng Impul Bart Allen đã nhận ra rằng Flash Family có thể đồng bộ pha xuyên qua những bức tường để sắp xếp lại cấu trúc cơ thể và trở lại làm người. Sau khi trở lại làm người một lần nữa, Dark Flash phá hủy cỗ máy của Gorilla Grodd nhưng bị hắn tấn công. Anh để bác sĩ pháp vị Angela mà mình đã từng cứu ngày trước đến giải cứu và sau đó đánh bại Grodd. Không chỉ có Justice League mà Dark Flash còn gia nhập cả nhóm Titans, tiền thân là Teen Titans đời đầu của vũ trụ DC. Anh công khai danh tính của mình với Donna Troy, đồng độ cũ của Flash Wally West ở trong nhóm Teen Titans cũng như Superman và Flash Jay Garrick. Cô bất ngờ khi thấy khuôn mặt của Dark Flash và yên tâm sau khi anh giải thích về sự xuất hiện của mình. Trong quãng thời gian Dark Flash gia nhập Teen Titans, anh đã cùng những siêu anh hùng trẻ tuổi này chống lại gã siêu tội phạm bất tử Vandal Savage và nhóm của hắn là Tartarus. Dù được Donald Troy đảm bảo, nhưng Dark Flash vẫn vấp phải sự nghi ngờ từ những người đồng đội trong nhóm như Jesse Quick hay Nightwing. Cuộc chiến này kết thúc với việc Titans đã không thể bắt giữ được Vandal Savage và Tartarus. Một trong quyết định của Nightwing là mời Dark Flash ra khỏi nhóm vì không biết anh ta là ai. Quay lại với thành phố Keystone, Flash lúc này bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với bác sĩ pháp y Angela Margolin và đối mặt với một kẻ thù mới có tên là Folded Man, một nhà bác học xấu xa với bộ suit giúp hắn có thể du hành các chiều không gian. Trong lúc này, các thành viên của Flash Family bắt đầu điều tra về danh tính của Dark Flash. Sau khi đột nhập vào căn cứ của Dark Flash ở trong bảo tàng Flash, họ tìm thấy những đồ dùng của Flash Wally West tại đây. Họ cùng nhau đến chất vấn Dark Flash và lúc này anh mới cởi bỏ lớp mặt nạ ra và hé lộ danh tính của mình là Walter West. Sau khi công khai danh tính của mình với Flash Family, Dark Flash đối đầu với nhóm siêu tội phạm Rogue, những kẻ thù của Flash và khiến Captain Cold bị thương nặng. The Rogue quyết định giải quyết Dark Flash với một siêu tội phạm mới là Replicant, người đã dùng cỗ máy Human Evo để sao chép những sức mạnh từ thứ vũ khí của The Rogue. Cuộc đụng độ đầu tiên giữa Dark Flash và Replicant chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đó cũng là đủ Dark Flash băn khoăn về danh tính của kẻ thù mới này. Trong lúc này, một thành viên cũ của The Rogue là Pied Piper đã tìm đến Dark Flash và hé lộ cho anh sự thật về Replicant và siêu năng lực của gã siêu tội phạm này. Sau khi đối đầu với nhau lần thứ hai, Replicant đã rút lui và Dark Flash quyết định đến gặp Angela và cầu hôn cô ở Venice, Italia. Anh nhận được sự đồng ý của Angela nhưng không hề biết rằng Replicant đã bám theo anh đến Venice. Sau đó, Replicant tấn công Dark Flash và Angela, nhưng Dark Flash đã cứu được vợ mình. Trong lúc đó, Replicant bắt tay với hai siêu tội phạm khác là Abracadabra và Professor Zoom để bắt cóc Flash Family. Tuy nhiên, Professor Zoom này thực chất là do Flash Wally West cải trang nhằm ép Abracadabra giải thoát cho vợ của mình. Sau khi dùng mưu để đưa Linda trở lại, Wally đã cùng Dark Flash đánh bại Abracadabra và khiến hắn ta mất trí nhớ. Nhận ra rằng Linda đã quay trở lại, Angela định rời đi vì cho rằng người mà Dark Flash Walter West yêu là Linda chứ không phải cô. Tuy nhiên, Walter đã phủ nhận điều này và quyết định cầu hôn Angela một lần nữa. Đúng lúc này thì Superman và Wonder Woman xuất hiện trước mặt Dark Flash. Cả hai nói với Dark Flash rằng sự tồn tại của anh ở chiều không gian này khiến ranh giới thực tại bị ảnh hưởng. Nhằm ngăn chặn các thế giới va chạm với nhau, Dark Flash phải rời khỏi vũ trụ chính và anh quyết định dành những thời khắc cuối cùng ở thế giới này với Angela, cũng là người vợ của mình. Cả hai cùng nhau đến Rome, Italia và thề rằng sẽ không quên nhau. Khi thực tại xung quanh họ dần thay đổi, Dark Flash buộc phải rời chiều không gian này đến một chiều không gian khác. Anh đến một thế giới nơi mà các sinh hùng chỉ có trong truyện tranh và đọc tập truyện The Flash mới nhất. Dark Flash mỉm cười khi nhìn thấy Angela trong cuốn truyện vẫn không hề quên mình. Tuy nhiên, đó không phải là cái kết của Dark Flash. Trong thời gian gần đây, Dark Flash đã cùng những phiên bản Flash khác trên khắp đa vũ trụ tập hợp và giúp Flash Family chiến đấu với Legion of Doom, liên minh siêu tội phạm của Reverse Flash và giành chiến thắng sau đó. Và trên đây là tất cả những gì các bạn cần biết về Dark Flash.
phản diện chính của bom tấn nhà DC là The Flash và phiên bản Dark Flash hoàn toàn khác biệt ở trong truyện tranh. Nếu như các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận cũng như bổ sung gì, đừng quên comment phía bên dưới cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Dio Mình Hồn Mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.